Xin chào quý vị nhà tư, em là Thang đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay em xin chia sẻ về nhận định thị trường và chia sẻ thêm về cái tình hình đáo hạn vệ sinh thì có ảnh hưởng gì tới VN-Index. Phần đầu thì ở cái tuần này thì có ba cái sự kiện quan trọng là việc đáo hạn hợp đồng vệ sinh tháng 8 vào ngày thứ năm. Cái sự kiện quan trọng tiếp theo là cũng vào thứ năm là Fed sẽ cùng bố là có là giảm lãi suất hay không, thì chắc chắn là tỷ lệ 100% là đang giảm lãi suất. Tuy nhiên là nếu mà giảm ít hay nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng thị trường ấy nào. Tiếp theo là cái sự kiện quan trọng tiếp theo là cái việc giao dịch của hai quỹ ETF, là quỹ FTSE và PNM. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong tuần này. Thì về cái vấn đề đáo hạn vệ sinh thì ảnh hưởng viết thì tới VN-Index thì chia sẻ như sau. Về định nghĩa thì đáo hạn vệ sinh là gì? Thì cái đáo hạn vệ sinh là gọi là cái ngày đáo hạn vệ sinh, thì là ngày có hiệu lực cuối cùng của các hợp đồng vệ sinh. Trước hoặc trong ngày này, nhà đầu tư phải quyết định họ sẽ làm gì với vị thế của mình. Trước khi tiến hành đáo hạn, người nắm giữ hợp đồng có thể chọn thực hiện là quyền chọn đóng vị thế, ghi nhận lãi lỗ hoặc để nguyên hợp đồng để tới đáo hạn, và cũng sẽ được tính lãi lỗ theo cái giá đáo hạn. Thời điểm đáo hạn thì khác với thị trường cơ sở, thì mỗi một hợp đồng tương lai thì đều có một cái thời gian đáo hạn rõ ràng. Vào ngày này những giao dịch hợp đồng sẽ bị ngừng lại và chuyển thành tiền mặt. Thì thường thời gian đáo hạn thường quy định vào ngày thứ 5 lần xuất hiện lần thứ 3 trong tháng của tháng đáo hạn hợp đồng. Thì cái ngày tiếp theo là cái ngày 19 ấy, 19 của tháng này, 19 tháng 9 chính là cái ngày thứ 5 xuất hiện từ thứ 3 trong tháng. Lúc nào nó cũng sẽ có 4 hợp đồng và cái tháng đáo hạn sẽ là tháng hiện tại. Đấy, chứ không phải còn một số hợp đồng ngày tháng cách kế tiếp hay tháng của hai quý tiếp theo thì nó chưa đáo hạn. Đấy. Thì chứng khoán vệ sinh thì có ảnh hưởng gì tới cơ sở? Thì trên lý thuyết thì vệ sinh thể hiện tâm lý của thị trường và đi theo thị trường cơ sở. Tuy nhiên là theo với thị trường Việt Nam thì kể từ khi hoạt động thì chứng khoán vệ sinh đến nay đã xảy ra một số tác dụng ngược và tiêu cực đến cơ sở. Đấy, chưa kể thời gian gần đây là thị trường xuất hiện nhiều tin đồn tiêu cực làm cho cổ phiếu giảm sàn này. Nhiều cổ phiếu bị dư bán sàn, thậm chí ở những vùng lớn cũng bị bán khá là mạnh. Thì nhà đầu tư thường là kỳ vọng giảm sâu nên họ đặt lệnh short bán khống trên thị trường vệ sinh để kiếm lợi. Và thực tế thì thống kê từ 2017 đến giờ thì những cái phiên mà sắp đáo hạn đều có sự tăng giảm đột ngột trước khi bước vào những cái thời điểm đáo hạn, đa phần là giảm chứ ít khi là tăng. Giá của những mã luôn có sự chênh lệch rất mạnh cho tới đáo hạn. Thì ngay trong cái thời điểm đáo hạn thì thị trường có xu hướng bán mạnh do cái khối tự doanh của công ty chứng khoán này. Thường là ở giai đoạn gần đây thì thường là nắm cái hợp đồng short và họ sẽ kiếm lời chênh lệch giữa chỉ số VN30 và hợp đồng 30. Tức họ cũng có nắm lượng cổ phiếu bên VN30. Thường ngày trước khi đáo hạn thì họ sẽ là mua một số lượng cổ phiếu VN30 nhất định ấy, để họ thực hiện là cũng tới ngày đáo hạn họ sẽ bán xuống. Và cùng đấy họ cũng thu lời từ việc là họ cầm vị thế short. Đấy. Thì bàn tay vô hình thì nếu mà ai có muốn cái làm cái ảo thuật trên thị trường vệ sinh thì cũng phải có một cái nguồn tiền và dòng tiền. Ví dụ là khi nhà đầu tư kỳ vọng giá lên chẳng hạn ở thị trường vệ sinh thì đồng thời vẫn phải mua vào cái cổ phiếu thị trường cơ sở thì mới được hưởng lợi. Và ngược lại. Đấy, thì như các thời kỳ đáo hạn thì như khối tự doanh đang cầm rất là lớn cái lượng short. Giai đoạn trước ấy, thì nó sẽ có xu hướng họ có bán trên thị trường cơ sở, nó sẽ ảnh hưởng cái đa tăng của thị trường. Thông thường khi vào giai đoạn thị trường mà sắp đáo hạn thì thường có xu hướng dần giảm. Đấy, nó cân này cũng thể hiện là cái sự không chặt chẽ của cái hệ thống của mình, gọi tạm thời nó chưa được chặt chẽ lắm thì nó sẽ bị dễ bị thao túng, bởi vì những cái trong cái mã trong VN30 thì có những cái mã mà giao dịch rất là ít nhưng mà lại đóng góp vào thanh khoản, đúng là điểm số thị trường rất là nhiều, thế anh chị có thể theo dõi trên thị trường. Thì nguyên nhân làm cho méo mó thì em vừa chia sẻ lại là một là cái mã mà có thể thao túng trên thị trường cơ sở ấy, thì nó gồm những cái mã mà thanh khoản rất là thấp và họ dễ dàng thao túng ở các mã lớn. Đấy, họ có sẵn hàng, họ có thể thực hiện bán các lượng đấy và cùng với short vệ sinh họ kiếm lợi. Ngoài ra là cái hiện tượng này nó có thể xảy ra là do tỷ lệ khi quỹ margin
của đàn phái sinh hiện tại đang giá thấp là dưới 20%, mình chỉ ký 1/5 thôi. À, trong khi thị trường cơ sở thì mình có thể đa phần là tỷ lệ giá chỉ 1:1 hoặc là cùng lắm là 3:7 thôi. Ngoài ra là trên thị trường phái sinh thì giao dịch tính cũng không, tức là mình mua xong mình có thể bán lại ngay, thay vì thị trường cơ sở mình mua xong mình phải chờ ngay 2 ngày, nên là cái là giao dịch của bên thị trường phái sinh nó thường ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường cơ sở. Thì biện pháp thì Ủy ban chứng khoán đã thực hiện nhiều cái biện pháp về điều chỉnh giá thanh toán, tức là hồi xưa nó chỉ giá thanh toán nó sẽ là vào cái phiên ATC luôn, tức là cái ATC như hồi xưa là nó luôn biến động, có những phiên mà tăng 10 điểm trong ATC hoặc là giảm 20 điểm trong ATC. Đấy, thì hạn chế cái điều đấy, thì là bây giờ Ủy ban chứng khoán đã giảm đơn hơn là bằng tính trung bình của 30 phút. Tuy nhiên là cái việc thao túng nó vẫn còn xảy ra về cái tại vì cái thời gian nó cũng khá là ngắn. Thì theo như em thì cái cần phải tăng cái biện pháp này lên, là mình phải tăng giao dịch lên 1 giờ, 2 giờ tới tính trung bình cái giá đóng cửa của đáo hạn này. Đấy, để tính vào hợp đồng ấy thì nó phải tăng lên để làm cho cái việc giao dịch lượng cổ phiếu liên tục trong cái sổ viên 50 ấy, thế nó phải tốn một chi phí lớn hơn và cũng không phải ai mà làm được cái này. Đồng thời là mình phải tăng cái tỷ lệ ký quỹ phải từ bây giờ 20% mình phải tăng lên 30-40% để những người đầu tư trên phái sinh là đúng nghĩa là bảo hiểm rủi ro, chứ không phải là mình thực hiện là bán phái sinh chết đinh phái sinh, nhưng mà mình mua phái sinh xong mình đẩy thị trường lên. Tức những nhà đầu tư lớn thì nó có hành động này thì mình cũng mình không ở bên trong mình không biết rõ được, mà nó sẽ có xảy ra trường hợp như thế ạ. Mình mua hay là mình trọt xuống như hiện tại những thị trường đang giảm, thì họ sẵn sàng họ bán mạnh các cổ phiếu mà lớn, tài khoản lớn, như việc để mà đẩy cái chỉ số xuống và họ ăn chênh lệch từ việc mà so phái sinh. Đấy. Ngoài ra là biện pháp về xử lý các tài khoản của yếu tố thao túng thị trường. Đấy, cái này thì nó phải phụ thuộc vào các chính sách của ủy ban thôi. Đấy, và thay đổi cơ chế chỉ số VN10 nó sẽ cho những nhiều cổ phiếu có thanh khoản cao và vốn hóa lớn hơn. Đấy. Chứ không để những cái mã mà có những thanh khoản cực thấp nhưng mà nó vẫn có trong chỉ số thì nó sẽ rất dễ bị thao túng bởi một số lượng tiền để thu lợi về thị trường phái sinh. Về hành động thì thông thường các kỳ đoạn phái sinh thì thường là đi ngang hoặc là giảm ở biên độ rộng. Nếu mà kẻ đường vùng đi ngang của viên đất thì mình sẽ thực hiện mua khi thủng hỗ trợ và bán khi hồi phục và hạn chế sử dụng margin ở cái kỳ đáo hạn. Đấy, đây là chiến lược chung thì mình áp dụng vào cái thị trường viên đất như trong thời gian gần đây như thế nào. Đây thì chia sẻ về viên đất trong phiên hôm nay thì là cái ngày đầu tiên của tuần đáo hạn, thì đây chia sẻ là đây thị trường ngay từ khi mở cửa là tăng lên 255, sau đấy thì bị giảm rất sâu, hồi dụng về vùng 1239. Đấy, thanh khoản hôm nay thì vẫn duy trì cao hơn là khi mà cái lượng mà bán xảy ra nhiều hơn khi mà thủng hỗ trợ, thì cái vùng hỗ trợ của viên đất của viên trước là nó vùng hai viên trước là vùng 1245 và khi hàng về thì nó lại tiếp tục bị bán. Đấy, nếu anh chị kẻ cái vùng hỗ trợ của viên đất đây, đem kéo lại đây, vùng hỗ trợ viên đất đây chính là cây nến tạo đáy của cây này. Đấy, cái thấp nhất là vùng 1245, đây lâu là 1244.79 này. Khi mà thủng cái vùng này thì thanh khoản gia tăng rất nhiều, tuy nhiên mà thanh khoản hiện tại nó vẫn ở mức rất là thấp do cái lượng bán vẫn là chưa ở mức cao ấy. Thế tại vì là trong cái đoạn vừa rồi ấy, thì cái lượng tiền margin vay vào cũng khá là ít. Với lại ở thời điểm hiện tại thì thị trường chỉ mới giảm có 2-3%, chưa ở mức có một cái phiên mà giảm mạnh cực lớn thì gây ra bán tháo. Đấy, thông thường cái chỉ số này ở cái phiên giảm điểm như thế này thì thường nó sẽ có một số những phiên giảm tiếp theo. Thị trường 1-2 phiên tới thì thị trường mới có thể tạo đáy, ví dụ có thể là quanh vùng 1-2-2-5. Đây này, đây thích hợp cho anh chị mà lỡ kẹp một phía chị chết đinh về một cái vùng dưới này mua và chờ hồi phục một chút thì mình sẽ quyết định. Tại vì thị trường hiện tại thì nó vẫn đang ở trong cái chân giảm. Nếu mà mình kẻ với cái chân giảm ở đây thì nó vẫn là trong một cái chân giảm thế này, khi mà chưa break khỏi vùng này thì nó sẽ là xu hướng là nó vẫn đang trong xu hướng giảm thôi. Đấy, thì hỗ trợ tiếp theo là vùng mà 200. Nó như ở các giai đoạn trước thì đều về vùng 200 và hồi phục.
Tuy nhiên là cái vùng 200 thì cái giai đoạn này là do việc nó test lại đến lần thứ 3 rồi, nên là cái vùng 200 này nó sẽ khó là có thể mạnh như cái vùng lần trước, tức là cái lần đầu và lần 2 thì nó vẫn còn khá mạnh, nhưng mà lần 3 thì vùng 200 này nó sẽ không có mạnh. Với lại thanh khoản, khi mà thanh khoản ở giai đoạn này nó khi mà tạo đáy này, thanh khoản chỉ thấy cho thanh khoản ở khi mà sát khi tạo đáy thì thanh khoản nó sẽ đều có cao hơn mức trung bình, thì sẽ thể hiện là cái lực bán đã rất là mạnh rồi, và đoạn này thì thị trường đang giảm nhưng mà cái thanh khoản rất là thấp, chứng tỏ là cái lực bán nó vẫn chưa ở mức cao. Thì nếu mà chưa ở mức cao thì cái lượng tiền để mà tạo đáy rất là khó đấy. Thị trường tạo đáy thì cần cho cái những cái lượng người bán, người ta sẽ bán hết cái lượng cổ phiếu đấy thay vì nắm giữ, thì nó sẽ làm giảm bớt cái lực mà bán khi mà thị trường hồi phục. Ví dụ nếu mà giả dụ như là giai đoạn này chẳng hạn bán nhưng mà thanh khoản vẫn thấp, thì khi bắt đầu thị trường hồi phục lên này thì cái lực bán này sẽ xuất hiện và làm cho thị trường lại không lên được đấy. Mình coi cùng này đấy, đấy là về chỉ số. Trong khi hôm nay thì anh chị theo dõi thì các chỉ số đều giảm ở các dòng tăng mạnh ở giai đoạn phiên hôm trước, như là HCM này, SSI giảm nhẹ thôi, Novaland hay chủ yếu là các dòng như bất động sản và chứng khoán mà chắc giảm chiếm ưu thế đấy. Gần 8 gần 9.000 tỷ, giao dịch 10.000 tỷ mà đã còn 9.000 tỷ là giảm, nên thị trường hôm nay là giảm hầu hết trên các ngành, trừ một số ngã ngân hàng như Techcombank này, MB Bank này, NAB này, đấy, hay EB là có sự mua vào của khối ngoại. Anh chị theo dõi khối ngoại này, ngoại mua các mã ngân hàng rất là nhiều đấy, đang hỗ trợ cho đà đánh của thị trường. Như cái bài phân tích lúc nãy em vừa nói về cái việc đáo hạn thì thường các tự doanh của cái giai đoạn trước thì trước đấy họ sẽ mua tích lũy trước ở giai đoạn này, họ sẽ bán dần ở cái giai đoạn khi mà đáo hạn thì họ ăn phần chênh lệch phần sọt đấy. Thì theo em thống kê thì là bên phái dịch vệ sinh thì tự doanh đang cầm cái lượng họ hợp đồng sọt nhiều đấy, mà khi họ cầm lượng sọt nhiều thì họ có sẵn sàng họ bán cái gì ở cơ sở họ ăn chênh lệch để trường vệ sinh đó. Cái này thì mình cũng khó tránh được, thì đây là tại do cái cho cái tỷ lệ ký quỹ của mình khá là thấp, là mình phải biết những cái giai đoạn này để mình giảm cái tỷ trọng cổ phiếu khi mà thị trường đang ở giao dịch cái vùng sát đáo hạn vệ sinh đấy. Về thống kê thì như mọi tháng thì thông thường là khi mà đáo hạn vệ sinh như tháng trước ấy, em lấy ví dụ như ở tháng trước ấy, thì cái thị trường vệ sinh nó thường có xu hướng giảm này, đấy, giảm sau đấy là khi đáo hạn xong thì nó mới quay lại xu hướng tăng đấy. Hiện tại thì VN-Index đã rơi khỏi vùng 350 rồi, thì nó hiện tại nó là tương đối xấu. Khi nào VN-Index quay lại vùng 350 thì tín hiệu mua mới là rõ ràng, không thì cũng phải có một cái nến xác nhận tạo đáy như giai đoạn này là nến ở đây là nến mẹ một con, nó gọi là Brit Harami, cũng là một cái nến tạo đáy ngắn hạn, nhưng mà phải đi kèm một cái khối lượng ở mức cao nhé. Phiên cái cây này khối lượng nó phải ở mức cao thì thị trường mới tạo đáy được. Hiện tại thanh khoản thấp thì nó cũng chưa rõ ràng là thị trường có tạo đáy hay không ở giai đoạn này, có thể là thị trường cũng có thể có những cái nhịp hồi, thì anh chị cũng có thể tận dụng để mình chết định mình giảm cái lượng tỷ lượng cổ phiếu và giảm cái giá vốn hay không. Đấy, về mình xét riêng về các cổ mã cổ phiếu thì hôm nay chuyện xét trong một số ngành đang là dẫn dắt thị trường, ví dụ như là trong ngành chứng khoán này. Chứng khoán thì có những cái mã như trước là HCM thì tăng rất mạnh, nhưng mà đoạn này đã xuyên thủng cái vùng của MA20 hỗ trợ rồi. Đấy, thì HCM đang là tín hiệu yếu. Đấy, thì anh chị chú ý nếu mà đầu tư HCM thì mình không nên đầu tư thêm mà có thể hiện giảm tỷ trọng chim hồi, đấy là chiến lược phù hợp. Đấy, khi mà tổng 20 thì sắp tới nó sẽ phải test lại cái vùng 26-27 là cái vùng trụ của 350 đây này. Đấy, thì anh chị sẽ còn nếu mà anh chị chết định thì anh có thể bán trên vùng này và trở lại quay lại vùng này giảm vào vốn thôi. Về cái tai thì vẫn đang là dưới tất cả các đường MA. Đấy, và cũng có những cái nỗ lực phục hồi lên cái vùng 350 đây này nhưng mà không thành công. Hiện tại nếu mà chưa vượt mà 50 thì chị cũng chưa có tín hiệu gì mua. Đấy, nhưng mà có, ở đây nó sẽ có một cái điểm hỗ trợ là ngày mai 31.85, cũng có thể là ở cái nến này thì có thể là này sẽ về đây và hồi phục. Nếu mà mình mua thì ở giai đoạn này cũng không thể mua nhiều được. Nếu mình mua thì mình mua cho những cái là sự là kẹp thôi.
sắp tới cái ngày 24-25 thì SSI lại chia cổ phiếu và phát hành thêm. Thì thông thường như các cổ phiếu mà sắp phát hành thêm ở giai đoạn thị trường khó khăn này thì cái lượng cổ phiếu AT nó sẽ gây áp lực lên cái phần margin của các nhà đầu tư. Giả dụ những nhà đầu tư mà cùng margin mua SSI trên thị trường ạ, thì khi mà mình cầm cái lượng này thì cái tài sản dòng và sức mua sẽ giảm và mình dễ bị cố margin hơn. Mặc dù các công ty chứng khoán cũng hỗ trợ quyền nhưng mà sẽ không hỗ trợ được 100% ạ. Đấy, ngoài ra mình phải có cái phần tiền để mình nộp vào quyền mua. Đấy, làm do áp lực lên những người mà đã mua full cổ phiếu này chẳng hạn thì nó sẽ phải là bán bớt một phần ra để, hoặc là họ nộp thêm tiền để mua quyền mua. Thì thông thường thì như đã thị trường này thì đa phần các nhà đầu tư đã mua full rồi thì có xu hướng là sẽ bán ra, thì nó sẽ ảnh hưởng cái đà tăng của SSI trong thời gian tới. Nên về cái SSI thì anh chị có thể chết định ngắn hạn, nhưng mà nếu anh chị cầm qua cái đợt chia cổ tức thì cũng không phải để ý hay lắm. Đấy, tiếp theo là cái cổ phiếu STS chẳng hạn. Về phân tích STS thì STS thì nó vẫn là trên các vùng A, thì STS cũng có thông tin là sẽ được các hai giờ quỹ chỉ số mua vào ngày thứ 6 nên là nó vẫn giữ được cái đường ba. Tuy nhiên là cái phiên hôm nay là cái phiên sau cái phiên tăng hôm trước thì phiên hôm nay giảm này, xuyên qua một nửa của cái phiên trước thì nó cũng là tính là khá yếu. Đấy, nếu mà ngày mai mà thủng khỏi cái vùng 43 thì là nó sẽ có thể bị bán về vùng sâu hơn, chú ý cẩn trọng. MBS cũng vậy, MBS thì đang chinh phục 350, tuy nhiên là cái phiên hôm nay nó lại bị bán rất là sâu về cái vùng 266 rồi. Đấy, hiện tại thì nó sẽ có vùng hỗ trợ của cái nửa cái nến này, nó quanh vùng 264-265 ấy. Nếu mà phiên mai mà thủng tiếp xuyên qua vùng đấy mà không hồi phục thì mình cũng không thể mua được. Đấy, tốt nhất là anh chị nên chờ lúc mà nó vọt lại vào cái vùng 50 với khối lượng vù cao anh chị mua, hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Và bắt đáy thì anh chị có thể bắt đáy ở cái vùng cản ở đây, nhưng mà vùng này nó cũng không hỗ trợ mạnh lắm. Trong ngành cũng có VCI thì sau khi mà chia cổ phiếu thì cũng tín hiệu khá là xấu. VCI nó sẽ test lại cái vùng đáy như này, khoảng quanh vùng 31-32 ở phiên ngày mai. Khả năng nếu mà có tạo đáy thì sẽ tạo đáy vùng này và sẽ tệ hơn. Đấy, thì chỉ nếu mà lỡ cái VCI thì chỉ canh dưới này để mình chết định thôi. Mua xong rồi mình sẽ hồi lên một chút, mình chết định bán cái lượng hàng cũ để mình giảm giá vốn thôi. Về cổ phiếu đất xanh thì hiện tại đất xanh thì vẫn đang duy trì được cái đà tăng tốt. Đấy, thì ngắn hạn thì đất xanh thì nó chỉ giảm 10 và đang test lại 1.50 thôi, nên chưa có tín hiệu gì xấu cả anh chị. Nếu mà cầm đất xanh thì anh chị vẫn có thể là chờ điều chỉnh và có thể đi lên tiếp. Đấy, đất xanh là PDR. Đấy, PDR cũng giảm nhưng phiên hôm nay lại xấu hơn, tại vì là cái cây giảm của phiên hôm nay đã xuyên qua cây trước. Ở trong cái phân tích kỹ thuật của cây nến nhấn chìm ấy, nó sẽ là phủ định cái cây nến tăng của đoạn này này. Đấy, và sắp tới nó sẽ test tại cái vùng 20.5 vùng dưới hơn, thì chỉ nếu mà mua chiếc đỉnh này để mua quanh vùng dưới này. Đấy, chứ với viên đã khi về vùng 200. Đấy, TG cũng xấu, TG là tạm thời đang tích lũy cái vùng đáy cũ rồi. Nhiên thanh khoản là do hai đoạn này rất là thấp, khả năng có thể xuyên qua và nó sẽ test lại vùng 20 cũng khá là điều bình thường thôi. Khang điền ở đây còn mã thì vẫn đang duy trì mã 50, thì đây cũng là cổ phiếu có thể tích lũy khi mà nó test lại vùng 350. Khang điền và Nam Long thì tín hiệu đồ thị nó vẫn là ở mức tốt, tuy nhiên là cái khối lượng giao dịch ở giai đoạn này rất là thấp rồi, hiện tượng của căng lá giá nó không mạnh quá. Rồi em theo dõi thống kê thị trường ở giai đoạn gần đây thì là đa phần của dòng tiền nó đang tập trung co cụm vào các mã trụ. Đấy, thì em vẫn kiến nghị trong cái thời gian trước là mình sẽ được tập trung một mã mà có yếu tố nước ngoài mà mua nhiều ấy. Đấy, ví dụ như cái mã ngân hàng này thì chỉ để cạnh tranh ra đầu tư. Em chia sẻ ví dụ ngã đang đứng ngoài mua một dòng như là Techcombank chẳng hạn. Bank thì anh chị có thể chờ test lại cái vùng bên dưới, mình hỗ trợ bên dưới quanh vùng 21 dưới 22 ấy, thì có thể đang ra mua vào thoải mái. CTG
tích hợp hiện tại thì đang test vùng 20 thì chờ cần về cái tín hiệu break hoặc là vùng 25 lại thì chị cũng là mua vào. MBB MBB thì ở phiên hôm nay nó đang chạm vào 50 thì chỉ cần theo dõi phim thì ngày mai nếu mà MBB giảm sâu về vùng này và hướng lớn thì anh chị nên cúi để mình bán bớt đấy. Và để mà chết tinh thì theo thì MB thường đi sát Bollinger thì nó sẽ quanh quanh vùng 235 nữa là hỗ trợ của MBB. Thì vừa rồi em vừa chia sẻ về nhận định thị trường và một số phân tích về cơ thì về tạo vệ sinh và chiến lược chung. Chiến lược chung thì mình vẫn là sẽ canh khi mà biến đích rơi vào vùng hỗ trợ. Biến đích ở cái giai đoạn này là cái vùng hỗ trợ là quanh 350 thì bây giờ nó rơi rồi. Mình chờ cái phiên mà biến đích quay lại cái test cái đường quanh này. Của cái đường mà 200 để chị mua vào và thực hiện chết định rồi. Thì thanh khoản hiện tại là vẫn chưa có cao, vẫn chưa vượt khỏi trên giảm thì mình cũng thì chọn mình mua vào ở mức thấp thôi. Và mình chú ý tập trung vào các mã có yếu tố nước ngoài mua mạnh đây sẽ giảm thiểu rủi ro anh chị. Chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Anh chị có nhu cầu mở tài khoản thì có thể mở tài khoản VBS và để VBS vào các cái mã môi giới bên dưới là 8.8. Hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.